Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bị so sánh với Hồ Ngọc Hà, Võ Hà Trâm, tôi không đẹp nhưng độc. Chia sẻ của Võ Hà Trâm khi bị so sánh với Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người thích thú mới đây một người trong ekip của võ hà trâm đã đăng tải bức ảnh so sánh cô cùng với hồ ngọc hà khi cả hai cùng trong khoảnh khắc tổng duyệt sân khấu cụ thể người này nhận xét hồ ngọc hà khi chị đẹp duyệt chương trình và võ hà trâm còn đây là talent nhà tôi khi duyệt chương trình trong hai hình ảnh được so sánh, Hồ Ngọc Hà xuất hiện với thần thái vô cùng cuốn hút và nổi bật. Trong khi đó, Võ Hà Trâm lại trùm khăn kính đầu và đeo kính đen, biểu cảm gương mặt vô cùng hài hước. Dưới bài đăng, Võ Hà Trâm liền để lại bình luận, Tôi không đẹp nhưng tôi đọc, được chưa? Phản ứng của Võ Hà Trâm khiến nhiều người thích thú vì vừa hài hước vừa đáng yêu. Vừa qua, Võ Hà Trâm đã cho ra mắt sản phẩm tiếp theo trong năm 2023, Chiếc lá vô tình. Đây là ca khúc thứ hai trong dự án The Love Show của nữ ca sĩ. Sau bản hit về với em phát hành vào tháng 4 năm nay, không khó để khán giả nhanh chóng nhận ra đây chính là bài hát quen thuộc của nhạc sĩ Bảo Chấn, từng được nhiều giọng ca thể hiện. Tuy nhiên qua đoạn trailer 28 giây từ Võ Hà Trâm, có thể thấy nữ ca sĩ và ekip đã tạo nên một bản phối mới hoàn toàn khác biệt so với các phiên bản trước của ca khúc vẫn với những chất liệu âm nhạc world music nhưng chiếc lá vô tình mang màu sắc u tối ma mị hơn vỡ là hình ảnh đất nước ấn độ qua những góc quay nghệ thuật nhưng nữ ca sĩ lần này không còn xuất hiện trong những bộ sari đầy màu sắc mà lại là trang phục đen từ đầu đến chân đầy vẻ huyền bí võ hà trâm hô biến thành cô gái ấn độ thần thái sắc lẹm khó ai vượt mặt mỗi lần xuất hiện mẹ một con võ hà trâm khiến dân tình phát sốt với visual đẹp không lối thoát mới đây trên trang cá nhân võ hà trâm xả kho là khoảnh khắc gây thương nhớ trong trang phục ấn độ với màu hồng nổi bật ánh kim kết hợp cùng những phụ kiện cầu kỳ nữ ca sĩ viết mình thích sự chỉnh chu yêu sự lung linh lấp lánh nên người mình hột không mỗi lần xuất hiện mẹ một con võ hà trâm khiến dân tình phát sốt với visual đẹp không lối thoát ở layout âu này phong cách máy ấp và kiểu tóc của cô cũng nhận được nhiều khen ngợi nhân sắc của võ hà trâm được khán giả nhận xét ngày càng thăng hạng đẹp bất chấp tuổi tác Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh như Võ Hà Trâm hợp với các trang điểm này, em xinh lắm. Hôm qua xem chị hát mà cháy ghê, nghe đã tai thật sự luôn ấy. Đúng gái một con trong mòn con mắt. Càng ngày càng đẹp nha, 10 điểm không có nhân. Võ Hà Trâm gây thương nhớ trong trang phục Ấn Độ với màu hồng nổi bật ánh kim kết hợp cùng những phụ kiện cầu kỳ. Đây không phải lần đầu tiên Võ Hà Trâm xuất hiện với diện mạo hơi hướng Ấn Độ, thế nhưng cô vẫn khiến nhiều người trầm trồ. Dù đã là mẹ một con, nhưng mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều thu hút sự chú ý với nhân sắc cùng vóc dáng chuẩn chỉnh. Để có thân hình này, cô đã tuân thủ chế độ ăn khoa học. Võ Hà Trâm xuất hiện với diện mạo hơi hướng Ấn Độ, Cuộc sống hôn nhân của vợ Hà Trâm và chồng Ấn Độ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ rất yêu thích đất nước, con người bên Ấn Độ. Vào năm 2019, vợ Hà Trâm đã chính thức kết hôn với ông xã ngoại quốc. Người đẹp từng không ít lần dành những lời có cánh tới chồng. Cô cho biết Vikas là người giữ đúng lời hứa, chân thành, bao dung, bảo vệ và luôn yêu thương vợ con. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo